Alo, xin chào tất cả anh em nha. Đây là kênh YouTube Máy Chuyển Nhật, còn mình là Nghiêm. Sáng hôm nay mình đang test một em Yanma 3LM nha. Yanma 3LM bê tông 915, trọng lượng 300kg nha. Em này thì công suất nó là 40 mã lực, hộp số truyền 3.50. Hiện tại mình đang nổ ra em Garanti nè, rất chuẩn nha, không có khói tắm và hơi thừa gì cả. Máy hơi cũng tốt nha, thì hoạt động em này là 12V nha, hoạt động 12V, trọng lượng 300kg rất nhỏ gọn luôn. Anh em nào còn máy này hay là cứ máy nào vui lòng để tin máy phía dưới, hoặc là có xem hình ảnh có nó Zalo ở dưới nha, để gửi hình ảnh cho anh em xem rõ ràng hơn nha. Chân thành cảm ơn anh em rất nhiều luôn, nhớ bấm cái chuông đăng ký kênh để nhận video sắp tới hàng về Việt Nam sẽ tép lên cho anh em xem rõ ràng hơn. Hiện tại hàng trong kho còn rất nhiều, rất đa dạng như máy khác đây nha. Còn máy nào vừa liên hệ cho mình, cảm ơn em rất nhiều đã đồng hành với mình qua những năm qua. Rồi, chữ ca em thôi.